Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Là Ngọng thân mến. Trước khi vào tập 143 của bộ truyện Độc Bộ Thiên Hạ thì Khánh Duy muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đã ủng hộ cho Khánh Duy một chút kinh phí để duy trì kênh. Cảm ơn bạn Nguyễn Quang Dương, Triệu Quang Thắng, bạn Phạm Tiến Long và bạn Nguyễn Hồng Tâm. Cảm ơn các bạn. Và nhân tiện cùng Khánh Duy cũng xin kêu gọi một lần nữa là các bạn hãy chung tay ủng hộ một chút chút để Khánh Duy có một chút chi phí để chúng ta duy trì kênh trong lúc khó khăn này. Khánh Duy xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Là Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 143 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy để tạo kinh phí duy trì kênh bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả của mỗi video. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói Ngọc Lâu 15 tầng của Diệp Húc lơ lửng giữa không trung, tuy không phải là cấm bảo, thế nhưng lại tản ra năng lượng khủng bố như là cấm bảo vậy. Hắn giơ tay nhẹ nhàng ra một chiêu, Ngọc Lâu xoay tròn rồi càng lúc càng nhỏ lại. Khi rơi vào trong tay của Diệp Húc thì Ngọc Lâu chỉ còn cao có một thước, trông thật nhỏ bé dễ thương. Tòa Ngọc Lâu này của Diệp Húc tuy không phải là cấm bảo, nhưng uy năng của nó đã đạt tới cấp bậc của cấm bảo, chỉ còn thiếu một cấm pháp hoàn chỉnh nữa. Hiện giờ hắn lấy cấm pháp Bàn Vương Khai Thiên Kinh của mình đến thúc giục Ngọc Lâu đánh nát hai món Nhân Hoàng Chi Bảo, Hạo Thiên Chuông và Hạo Thiên Kính này thật là dễ dàng. Dựa vào uy năng của Ngọc Lâu, Diệp Húc thậm chí còn có thể chống lại công kích của vị Nhân Hoàng đỉnh cao Lý Long Xương cùng với một món cấm bảo bán thành phẩm Lăng Yên Các. Đối phó hai món Nhân Hoàng Chi Bảo cũng không nói chơi. Ngoài cấm bảo chân chính hoặc cấm bảo bán thành phẩm, những bảo vật khác không có thứ nào có uy năng vượt qua được uy năng của Ngọc Lâu. Cấm bảo chân chính của Đông Hoàng gia sao? Hạo Thiên Chuông ư? Diệp Húc ngưng mắt nhìn về phía chiếc chuông lớn lơ lửng trên thang cốc xa xa kia. Uy năng của cấm bảo đã ảnh hưởng đến nơi đây, xua đi toàn bộ thiên địa nguyên khí của lục địa Lương Phường, khiến gần như tất cả các vô sĩ trong lục địa đều bị chấn áp, không thể nào dùng chân nguyên được. Chỉ có một số ít cường giả đại vu mới có thể đối kháng được uy áp của Hạo Thiên Chuông. Ở dưới uy lực của Hạo Thiên Chuông cố gắng mà chống đỡ, tu vi Đông Hoàng Việt bị tổn hao nhiều, lại liên tục bị Diệp Húc đánh nát thân thể. Mỗi một lần bị đánh nát nguyên thần và thiên địa pháp tướng thì tu vi thực lực lại yếu đi hẳn, kém xa trình độ mà thánh chủ nên có. Lần này y cưỡng ép triệu tập cấm bảo, thời gian hao phí cũng khá dài, thúc giục uy năng cấm bảo cũng chậm chạp. Thánh chủ Đông Hoàng gia muốn triệu tập cấm bảo chấn chết ta sao? Ta đây chấn chết người trước vậy. Hung quang lóe ra trong mắt Diệp Húc, hắn đột nhiên bay lên, ngọc lô trong tay vù vù xoay tròn gào thét đánh tới Đông Hoàng Việt. Tòa Ngọc Lâu này bay đến trên đầu Đông Hoàng Việt thì đã hóa thành một tòa Ngọc Lâu cao vạn trượng, ép cho hư không nứt toác ra, hung hăng chấn xuống Đông Hoàng Việt. Không xong rồi. Đông Hoàng Việt dùng mình, giờ phút này y đã dùng một nửa tu vi để đuổi đi nguyên thần trong kiến mộc thần trượng của Diệp Húc. Một nửa tu vi thì dùng để thúc giục cấm bảo của Đông Hoàng gia, Hạo Thiên Chuông. Nay y đã không còn chút sức mạnh dư thừa nào để đối kháng lại sự chấn áp của Ngọc Lâu nữa. Mà lúc này Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc đã bị Ngọc Lâu của Diệp Húc đánh bay, không thể tới cứu, khiến y lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Ngọc Lâu chấn xuống, Đông Hoàng Việt càng cảm thấy những luồng hơi thở tử vong đang giáng đến. Tòa Ngọc Lâu này chất chứa uy năng mênh mông, tuyệt đối có thể chấn chết y. Thân thể nguyên thần, thiên địa pháp tướng đều sẽ bị chấn vỡ, thậm chí cả chân linh bất diệt cũng đều có thể bị trọng thương trước nay chưa từng có. Nếu như lọt vào công kích như vậy, tu vi cảnh giới của y đều sẽ bị đánh xuống.
phải khổ tu mấy trăm năm mới có thể khôi phục, thậm chí là sẽ để lại ám tật. Nếu như vậy, cả đời này đừng hòng khôi phục được đỉnh cao. Muốn giết ta sao? Ta giết người trước vậy. Đông Hoàng Việt đột nhiên dùng toàn lực thúc giục Hạo Thiên Chuông. Món cấm bảo của Đông Hoàng gia kia đột phá, vang lên một tiếng chuông, vang vọng khắp đất trời. Tiếng chuông vang tới mọi ngõ ngách trong lục địa, lương phường, thậm chí truyền qua cả biển rộng. Ngay cả trung thổ Thần Châu cũng có thể nghe được tiếng chuông vang. Nơi tiếng chuông vang lên, từng đạo văn, trận văn tuôn ra, kéo thẳng hướng Diệp Húc. Đám trận văn này nhìn kỹ thì thấy do vô số chiếc chuông liên kết tạo thành, giống như sợi xích vàng óng xuyên qua hư không nhắm thẳng vào Diệp Húc. Đây là một kích của cấm bảo. Đừng nói là Diệp Húc, cho dù là Nhân Hoàng Thánh Chủ tự mình đến đây thì cũng không thể nào đón đỡ được, nếu không sẽ trực tiếp bị đánh chết. Cấm bảo do Hạo Thiên Đại Đế luyện ra khi ông trở thành vua hoàng không phải là tầm thường. Được, xem ai chết trước nào. Diệp Húc không để ý tới đám trận văn hình xiềng xích này, hắn mở miệng quát lớn, cổ động tinh thần, thậm chí đem thiên địa pháp tướng của mình dung nhập bên trong Ngọc Lâu, thôi phát uy năng của Ngọc Lâu lên mức cao nhất, rồi nghiền đè tới Đông Hoàng Việt. Oanh một tiếng, vị thánh chủ Nhân Hoàng này bị Ngọc Lâu trực tiếp nghiền nát thành cặn bã. Thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều dập nát, hồn phách thần thức bị chấn cho không còn. Chân linh bất diệt của Đông Hoàng Việt bay ra, đang định bỏ chạy thì Ngọc Lâu đột nhiên thả ra vô hạn quang mang, buông xuống những luồng huyền hoàng khí như cối xay quấy cho chân linh bất diệt của y nát thành cặn bã. Đường đường một thế hệ Nhân Hoàng, thánh chủ của Đông Hoàng gia mà tan thành tro bụi, thân tử đạo tiêu như vậy đấy. Đông Hoàng Việt dù chết nhưng uy năng của Hạo Thiên Chuông vẫn còn. Luồng uy năng minh mông này kéo tới, phong ấn hư không, chấn áp vạn vật, làm cho người ta không thể nào chạy trốn mà chỉ có thể ngồi nhìn một luồng uy năng minh mông đánh đến, đem chính mình đánh nát, chấn sát thành cặn bã. Diệp Húc giận quát lên một tiếng, thấy Ngọc Lâu lên đón đỡ. Ngọc Lâu và đạo xiềng xích trận vân kia thoáng va chạm, thiên địa pháp tướng của Diệp Húc lập tức run lên dữ dội. Trong chớp mắt, bàng vương chân thân phủ đầy vết nứt, bị bài trừ ra khỏi Ngọc Lâu. Đây là một luồng uy năng của cấm bảo chân chính, vượt xa cái loại cấm bảo bán thành phẩm Lăng Nghiên Các, minh mông vô cùng. Nếu không tự mình thể nghiệm thì không thể nào biết được thế gian còn có loại vu bảo khủng bố đến như thế, không thể nào chống cự, cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi. Bàn vương thiên địa pháp tướng chân thân của Diệp Húc bị một luồng uy năng cấm bảo đánh cho bị thương nặng, rách nát tung tóe, nhanh chóng trở lại trong thân thể. Ngọc Lâu cũng bị uy năng của Hạo Thiên Chuông ép cho nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về bên người Diệp Húc. Kiến Mộc Thần Trượng lên. Mắt thấy uy năng Hạo Thiên Chuông sắp đánh đến người Diệp Húc, một cây mộc trượng trơn bóng đột nhiên bay ra từ dưới lên, ở trên không trung để lại một luồng sáng xanh lục rơi vào trong tay của Diệp Húc. Đông Hoàng gia chủ Đông Hoàng Việt đã chết, luồng pháp lực vây khốn nguyên thần của Diệp Húc kia lập tức liền biến mất, khiến cho Diệp Húc có thể hoàn toàn nắm giữ cấm bảo bán thành phẩm này ở trong tay. Nguyên thần và kiến mộc trượng tương dung, tuy hai mà một. Diệp Húc tay cầm trượng, ngưỡng phong run lên, chỉ thấy thanh mộc trăm dặm lồng lộng chống đỡ trời, như rời non lấp biển, nện xuống đạo cấm bảo trận vân kia. Một kích này vô cùng kinh thiên, bá tuyệt thiên hạ, lại chứa phong thái của vị vương giả, giống như gió xuân mưa phùn làm dịu vạn vật, khiến cho chúng sinh vui sướng thần phục, có thể nói là tràn trề niềm vui. Diệp Húc không nhịn nổi thét ra một tiếng, tiếng thét như một sợi ngân tuyến từ dưới đất xuyên qua, nhắm thẳng lên trời cao, càng lúc lại càng xa, xông vào trong vũ trụ tinh không. Thanh mộc chống trời, nghênh đón một luồng uy năng của Hạo Thiên Chuông. Tuy Diệp Húc bị thương nặng, nhưng có cây trượng trong tay, tu vi bản thân và kiến mộc thần trượng tương dung, một loại cảm giác lưu sướng như nước tự phát khiến tu vi thực lực của hắn dường như bành trướng đến cực điểm, thậm chí là hơn hẳn Nhân Hoàng Thánh Chủ. Đây đương nhiên là một loại ảo giác, tu vi của hắn và kiến mộc tương dung, hòa hợp làm một thể, dẫn ra năng lượng và uy năng chất chứa trong kiến mộc, nên hắn mới có loại cảm giác ảo giác này. Đây cũng là vì kiến mộc thần trượng được luyện ra từ kiến mộc. Kiến mộc và nguyên thần của Diệp Húc giống như một thể. Có kiến mộc thần trượng trong tay là tương đương với một bộ phận thân thể Diệp Húc, có thể tùy tâm phát huy uy năng hơn xa các loại vu bảo khác. Kiến mộc thần trượng và đạo xiềng xích trận văn của Hạo Thiên Chuông kia giao kích với nhau. Vô số chuông văn tạo thành kim xích vang lên, tiếng nổ bùm bùm, tất cả đều phá nát. Bên trong kiến mộc thần trượng, ngoại trừ thuần dương linh mạch bậc 9 hoàn chỉnh là lượng địa khí khổng lồ ra, thì còn có ngũ đại nhân hoàng cấm pháp, phân thân của Đông Hoàng Việt cũng bị luyện thành khí linh, làm suối nguồn năng lượng cho kiến mộc. Đông Hoàng Việt hăng hái đưa ngũ đại cấm pháp phân thân cấp nhân hoàng đưa vào trong kiến mộc. Năm cấm pháp này cùng mộc linh khí trong kiến mộc tương sinh, khiến uy năng của chúng hơn hẳn trước đây, tăng thêm mấy lần liền.
càng thêm bá đạo, lại càng thêm mạnh mẽ. Không chỉ như vậy, mộc linh khí bên trong kiến mộc vừa như gió xuân mưa phùn, lại có làn gió vương đạo, đem bá đạo bù lại, hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh, mà lại không có vẻ thịnh khí lăng nhân. Cương tắc dịch chiết, tâm pháp Đông Hoàng gia lại phạm vào loại bệnh này, mà kiến mộc lại bù đắp cho sơ hở đấy, có thể nói là một món vu bảo gần như hoàn mỹ. Đạo cấm bảo trận vân của Hạo Thiên Chuông bị một kích của Diệp Húc đánh cho vỡ nát hết. Diệp Húc cũng bị chấn cho khí huyết bốc lên gần như là sôi trào, trong lòng không khỏi thất kinh. Nếu không phải hắn lấy được kiến mộc thần trượng, chỉ sợ dựa vào Ngọc Lâu cùng với tế Thương Nguyệt Thần Châu lên cũng không thể hoàn toàn tiếp được một kích này của Hạo Thiên Chuông, chắc chắn sẽ bị thương rất nặng, thậm chí là có thể chết đi. Đây là bởi vì Hạo Thiên Chuông dù sao cũng là cấm bảo hoàn chỉnh, hơn nữa lại do Hạo Thiên Đại Đế luyện ra khi còn trẻ, uy lực so với các cấm bảo khác còn hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà Ngọc Lâu lại không có được uy năng của cấm bảo, không cách nào phát huy ra được uy lực của cấm bảo. Thương Nguyệt Thần Châu thì chỉ là một món cấm bảo bán thành phẩm, đưa vào sai cấm pháp, thành ra hạn chế đi uy năng của Thần Châu, căn bản không thể so với Hạo Thiên Chuông được. Lại thêm tu vi của Diệp Húc hạn chế, không đủ để phát huy ra uy lực của Thương Nguyệt Thần Châu. Bởi vậy, khi đối mặt với tình huống vừa rồi, Diệp Húc đem hết toàn lực, e là cũng chẳng thể tránh được một kiếp. Chỉ có món cấm bảo bán thành phẩm là kiến mộc thần trượng kia mới có thể khiến hắn lấy 10 thành tu vi phát huy ra 12 thành thực lực. Cây kiến mộc thần trượng này sao có thể là vu bảo rèn cho Đông Hoàng Mục? Rõ ràng là bảo vật rèn cho riêng mình mà. Diệp Húc cười ha hả, đột nhiên hắn ho khan dữ dội, tai mắt mũi miệng trào ra những dòng kim huyết, trong lòng hắn không khỏi khiếp sợ. Vừa rồi hắn cứ ép Tế Ngọc Lâu lên chống lại một luồng uy năng của Hạo Thiên Chuông, khiến cho thiên địa pháp tướng bị thương nặng, bị chấn cho rách tung tóe, gần như là sụp đổ. Tổn thương lần này của thiên địa pháp tướng cực kỳ nghiêm trọng, cũng là lần đầu tiên Diệp Húc bị loại tổn thương như thế, còn không biết uy năng của cấm bảo có đả thương đến gốc rễ của hắn hay không. Nếu như có thì cả đời này cũng chẳng thể tiêu trừ thương thế, ảnh hưởng đến tu vi tiến cảnh, thậm chí là tổn thất thọ nguyên. Gia chủ Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc ngơ ngác nhìn Đông Hoàng Việt bị Diệp Húc một kích chấn chết, nghiền nát chân linh bất diệt, hoàn toàn đã hồn phi phách tán. Hai người này nổi giận, thét lên điên cuồng, pháp lực toàn thân gần như thiêu đốt, toàn tâm toàn sức thúc giục Hạo Thiên Chuông. Tiếng chuông vang lên, đã thấy mặt đất chìm xuống rồi biến mất. Hai người này toàn lực thúc giục Hạo Thiên Chuông, khiến cho uy năng của nó so với Đông Hoàng Việt thúc giục còn mạnh hơn 5-6 lần. Chuông lớn đập nát hư không, ầm ầm nghiền đè tới Diệp Húc. Một kích này ta tiếp không nổi, dù có ở trạng thái toàn thịnh, có được kiến mộc thần trượng trong tay cũng không thể nào đỡ nổi. Diệp Húc chỉ lướt qua là biết mình tuyệt không phải là đối thủ của Hạo Thiên Chuông, chắc chắn sẽ bị một kích chấn vỡ nát. Hắn không dám dừng lại, lập tức vung kiến mộc thần trượng lên, đánh nát hư không, đánh tan không gian bị Hạo Thiên Chuông phong ấn. Hắn nhanh chóng thi triển hư không ấn và trường không ấn, hoành độ vạn dặm né tránh công kích của Hạo Thiên Chuông. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Hạo Thiên Chuông đánh vào nơi hắn vừa đứng, nó ép cho hư không nơi đó nén ép thành một điểm, ngay sau đó liền nổ tung, hóa thành những luồng hỗn độn. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Bảo bối tốt, thật không hổ là cấm bảo mà thiên đế luyện chế khi còn trẻ, đáng tiếc thực lực của ta còn chưa đủ để cướp nó đi. Diệp Húc độn một cái đi vạn dặm, lập tức cẩn mình vào hư không, tránh thoát Hạo Thiên Chuông công kích, nghênh ngang rời đi. Uy lực của Hạo Thiên Chuông quá mạnh mẽ, tuy không phải là do vô hoàng tuyệt đối phát huy ra uy năng của nó, thế nhưng chỉ một luồng uy năng thì không phải là Diệp Húc có thể chống lại được. Cấm bảo Hạo Thiên Đại Đế luyện chế khi thành vô hoàng không phải là tầm thường. Đông Hoàng Hàn, Đông Hoàng Sóc thấy hắn rời đi mà không làm gì được. Lúc trước Diệp Húc có thể thông dong trốn thoát của tay Lý Long Xương, đã có nghĩa hắn đã chân chân vào hàng ngũ cường giả đứng đầu đương thời. Mặc dù là thánh chủ cũng chỉ có thể thắng hắn, chứ chẳng thể nào giết chết được hắn được. Hai người bọn họ không phải là thánh chủ, mà thánh chủ Đông Hoàng Gia, Đông Hoàng Việt đã chết trong tay Diệp Húc. Điều này khiến cho hai người vừa nổi giận lại vừa sợ hãi. Diệp Húc lẻ loi một mình mà có thể cướp đi kiến mộc thần trượng, dưới sự công kích của ba vị nhân hoàng, thậm chí còn ra tay đánh chết thánh chủ Đông Hoàng Gia. Tuy bọn họ vì luyện chế kiến mộc thần trượng mà thực lực tổn hao lớn, nhưng nhân hoàng dù sao vẫn là nhân hoàng, cho dù tu vi tổn hao nhiều cũng hơn xa đại vu tam bất diệt cảnh, càng đừng nói đến đại vu tam tương cảnh. Mà Diệp Húc lại có thể đột phá sự phong tỏa vây công của cả ba người bọn họ, liên tục đánh nát thân thể Đông Hoàng Việt, phần thực lực tuyệt đối có thể đả thương tới thánh chủ, thậm chí nhân hoàng đỉnh cao cấp thánh chủ bị hắn đánh lén cũng sẽ bị trọng thương nặng. Không chỉ như vậy, dưới sự vây công của Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc,
Diệp Phúc vẫn có thể thoát thân mà ra, đánh nát hai món Nhân Hoàng Chi Bảo, lại đánh chết Đông Hoàng Việt, chống lại uy năng của Cấm Bảo. Loại thực lực này, cho dù gọi là cấp bậc Nhân Hoàng cũng chưa đủ. Hàn huynh, chúng ta có đuổi theo không? Đông Hoàng Sóc căm hận nói với sắc mặt rất bi phẫn. Gia chủ chết trong tay y, Kiến Mộc Thần Trượng cũng bị kẻ này cướp đi mất rồi. Không giết đi thì Đông Hoàng Thế Gia sao có thể sống yên ở thế giới vô hoang này được. Mau tập trung cao thủ Đông Hoàng Gia đánh tới Hoàng Tuyển Ma Tông, tàn sát hết tất cả, diệt sạch đạo thống của bọn chúng. Đông Hoàng Hàn dường như già đi mấy trăm tuổi chỉ trong chớp mắt, liền suy sụp nói. Đuổi theo thì có thể làm gì? Tên tiểu tử Diệp Thiếu Bảo kia trốn thoát trở lại Hoàng Tuyển Ma Tông chính là hổ thêm cánh rồi. Hoàng Tuyển Ma Tông cũng không phải là không có Cấm Bảo, còn có đám lão ma đầu Triều Công Thiều, Ứng Tông Đạo tọa chấn. Đánh đến Hoàng Tuyển Ma Tông, chỉ sợ Đông Hoàng Thế Gia ta sẽ bị xóa tên khỏi thế giới vô hoang này thôi. Hàn huynh, ta nghe nói Ứng Tông Đạo kia vì đạt tới thành tựu chí cao nên đã rời khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông, đi một nơi thần bí, định tu luyện cấm pháp của gã lên cảnh giới đại thành rồi. Đông Hoàng Sóc căm hận nói. Ứng Tông Đạo không ở đó, Hoàng Tuyển Ma Tông không còn cao thủ Nhân Hoàng nào khác cả, chỉ dựa vào một lão Triều Công Thiều và Diệp Thiếu Bảo, Đông Hoàng Thế Gia ta là không có lực đánh một trận hay sao? Triều Công Thiều chính là Nhân Hoàng đỉnh phong, Diệp Thiếu Bảo tuy tu vi không kịp thế nhưng có thể toàn thân chạy ra khỏi ba người chúng ta liên thủ với công, cũng đã tương đương với một vị cường giả. Nhân Hoàng đứng đầu, Đông Hoàng Gia ta chỉ còn lại hai chúng ta là Nhân Hoàng, đến tiêu diệt Hoàng Tuyển Ma Tông chắc chắn sẽ đại bại, khiến Đông Hoàng Gia ta rơi vào vạn kiếp bất phục kìa. Đông Hoàng Hàn lạnh lùng nói. Gia chủ đã tạ thế, Đông Hoàng Gia ta hiện giờ cũng không phải là đối thủ của Hoàng Tuyển Ma Tông. Lão thất à, người muốn cho Đông Hoàng Gia ta hoàn toàn bị diệt vong hay sao? Sắc mặt của Đông Hoàng Sóc đỏ lên, gã cả giận mà nói. Chẳng lẽ mối thù lớn của gia chủ, mối hận cướp đoạt Kiến Mộc Thần Trượng sẽ không báo hay sao? Mối thù gia chủ, mối hận đoạt báo đương nhiên là phải báo. Hơn nữa phải để cho Diệp Thiếu Bảo và Hoàng Tuyển Ma Tông đều chết không có chỗ chôn, tất cả phải chôn cùng gia chủ. Sát khí phóng ra từ trong đôi mắt của Đông Hoàng Hàn, y tản đi chấn động của Đông Hoàng Thiên, khiến cho Cấm Bảo này lâm vào trong ngủ say. Ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời chói chang kia, lẩm bẩm mà nói. Đông Hoàng Gia ta không thể báo thù rửa hận cho gia chủ, thế nhưng Thái Dương Thần Cung thì lại có thể. Đông Hoàng Gia ta là đạo thống mà tổ tiên để lại khi trở thành vua hoàng, mà Thái Dương Thần Cung cũng là đạo thống tổ tiên để lại sau khi trở thành vua hoàng, tiến đến những cảnh giới cao hơn. Nó hơn xa Đông Hoàng Thế Gia ta. Chỉ có cầu xin Thái Dương Thần Cung ra tay thì mới có thể đánh Hoàng Tuyển Ma Tông và vạn kiếp bất phục, giết sạch cả già lẫn trẻ, một con chó cũng không tha. Vu pháp cấm pháp truyền thừa của Thái Dương Thần Cung vượt xa Đông Hoàng Thế Gia, lại là thánh địa cao nhất trong ma đạo, đứng đầu tam cung. Đông Hoàng Thế Gia lại thêm Thái Dương Thần Cung liên kết thì không có một ai có thể chống lại con quái vật khổng lồ như vậy. Lập tức tới Thái Dương Thần Cung mời Thiên Thánh chủ trì công đạo. Ở trên mặt biển ngoài lục địa Lương Phường, Diệp Phúc không nhanh không chậm bay tới trung thổ Thần Châu. Hắn tế ngọc lâu lên, không ngừng rút lấy thiên quang trong phương trượng tiên sơn từ trong ngọc lâu luyện hóa để bổ sung tu vi, chữa trị thương tổn của thiên địa pháp tướng. Sau một lúc lâu, Diệp Phúc đột nhiên thu ngọc lâu lại, chấn áp thân thể, mặt co mày cáu. Thiên địa pháp tướng của hắn vẫn đầy những vết rạn nứt như trước, không thể khôi phục hoàn toàn. Đây là hậu quả tạo thành do hắn tế ngọc lâu đón đỡ một kích của Hạo Thiên Chuông, sau lại lấy Kiến Mộc Thần Trượng ra đánh bừa với Hạo Thiên Chuông. Uy năng của Hạo Thiên Chuông hùng mạnh, chấn thương thiên địa pháp tướng dùng để thúc dục ngọc lâu kia, khiến thiên địa pháp tướng rạn nứt hết ra. Cái loại thương tích này có chứa uy năng của Cấm Bảo, loại Hạo Thiên Chuông hóa thành trận vân chui vào trong thiên địa pháp tướng của hắn, không ngừng phá hủy. Tuy Diệp Phúc đã áp chế đám trận vân cực kỳ nhỏ đó lại, không cho thương thế lan rộng ra, nhưng lại không thể đuổi uy năng của Hạo Thiên Chuông ra ngoài được. Trận vân như một chiếc xích vàng được tạo nên từ những mắt xích là chính. Những chiếc chuông vàng giống hệt với Hạo Thiên Chuông. Trong chuông có 3.000 đại lục lên xuống chầm nổi, có tam túc kim ô miệng ngậm mặt trời. Dường như mỗi một chiếc chuông vàng đều có một món cấm bảo. Hơi thở của Cấm Bảo tràn ngập trong đám xích vàng đó, ở trong cơ thể Diệp Phúc đánh ra lung tung. Không dùng ngọc lâu chấn áp thì thương thế của Diệp Phúc sẽ càng ngày càng nặng. Loại chuyện này hắn từng thấy qua trên người kẻ khác. Một lão quái vật tam bất triệt cảnh Thái Dương Thần Cung khi còn trẻ đã từng đuổi giết Ứng Tông Đạo, kết quả bị Ứng Tông Đạo để lại trên mặt một vết thương giống như đao sẹo vậy. Đại vu tam bất triệt cảnh có thân thể bất diệt, cho dù phá hủy thân thể rồi thì vẫn có thể sống lại. Nhưng lão già kia
lại không thể nào khu trừ vết thương trên mặt đi. Loại vết thương này đã chôn sâu vào trong chân linh bất diệt của lão, cho dù có đánh nát thân thể thì cũng không có tác dụng. Sau khi thân thể khôi phục lại thì vẫn có vết sẹo kia không thể xóa nhòa. Tình huống hiện giờ của Diệp Phúc và lão già Thái Dương Thần Cung kia cũng giống nhau, nhưng nghiêm trọng hơn lão già kia nhiều. Lão già kia chỉ bị thương ở khuôn mặt, mà Diệp Phúc lại bị thương ở thiên địa pháp tướng, thứ quan trọng nhất của đại vu. Thiên địa pháp tướng bị thương tổn nghĩa là sau này đừng mơ tưởng tu vi có tiến bộ, đừng mơ bước vào tam bất diệt cảnh, lại càng đừng nghĩ đến tam hoàng cảnh. Có thể thấy bị thương tới gốc rễ căn bản là nghiêm trọng nhất. Cấm bảo chân chính, không ngờ có uy năng mạnh như vậy, mạnh hơn cấm bảo bán thành phẩm mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Diệp Phúc từ từ phun ra một hơi, chân nguyên, ngọc lâu, nguyên thần, thậm chí là kiến mộc thần trượng của hắn đều có được sức sống vô biên, có thể chữa khỏi đại đa số tổn thương, thậm chí khiến cho Diệp Húc chưa tới cảnh giới mà đã có hiệu quả của thân thể bất diệt. Nhưng ở trước mặt tổn thương do Hạo Thiên Chuông tạo thành, những thứ đó gần như vô dụng, bởi vì bên trong thiên địa pháp tướng của hắn vẫn còn uy năng của Hạo Thiên Chuông, không đuổi đi được đám trận văn tí hon kia. Cả đời này Diệp Húc cũng đừng mơ khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, cả đời này đều phải mang theo thương thế, không cách nào khôi phục, cũng không thể nào tiến bước đến những cảnh giới cao hơn. Vừa rồi Diệp Húc định luyện hóa tiên quang làm tu vi bù lại thương thế, lại phát hiện thương thế của hắn vẫn tồn tại mà không hề có dấu hiệu giảm bớt đi, tu vi vẫn bị nhốt tại chỗ không hề tiến bộ. Không chỉ như vậy, trận văn của Hạo Thiên Chuông xâm nhập cơ thể hắn còn đang không ngừng hấp thu đi năng lượng trong cơ thể Diệp Húc, tự mình trưởng thành lớn mạnh, hấp thu một phần thì lực phá hoại với thiên địa pháp tướng của Diệp Húc lại lớn thêm một phần, lại càng khó để chấn áp. Trước mắt Diệp Húc có thể dùng ngọc lâu chấn áp thương thế, sau một thời gian sau thì chẳng thể chấn áp được nữa, sẽ bị trận vân của Hạo Thiên Chuông sẽ vỡ thiên địa pháp tướng cùng hắn. Bởi vậy nhất định phải sớm thanh trừ trận vân Hạo Thiên Chuông ra ngoài thì mới không còn gì phải lo lắng nữa. Để khu trừ trận vân của Hạo Thiên Chuông xâm nhập cơ thể ta thì có hai biện pháp, một là dựa vào tu vi bản thân luyện hóa trận vân, nhưng điều này e là không có khả năng, tu vi ta không tăng lên thì đừng hòng đuổi đi trận vân được. Diệp Phúc lẳng lặng suy nghĩ, thầm nhủ: còn đường thứ hai chính là dùng ngoại lực cưỡng ép chấn vỡ trận vân này. Điều này chỉ sợ là phải dùng đến cấm bảo mới có thể làm được. Cũng may ta tuy không có cấm bảo, nhưng cũng có 3-4 kiện cấm bảo bán thành phẩm. Diệp Phúc từ từ phun ra một hơi. Thương Nguyệt Thần Châu và Kiến Mộc Thần Trượng đều là cấm bảo bán thành phẩm. Ngọc Lâu tuy phẩm bậc không bằng hai món bảo vật này, nhưng uy năng của nó còn hơn cả hai món đó rất nhiều. Chỉ là không phải cấm bảo nên không thể phát huy toàn bộ uy năng. Lúc này hắn lấy ngọc lâu chấn áp thương thế, lập tức tế Kiến Mộc Thần Trượng lên. Cây thần trượng này bỗng chui vào trong thiên địa pháp tướng của hắn, chạy khắp tứ chi bách hải. Kiến Mộc Thần Trượng đến đâu thì đánh nát trận vân của Hạo Thiên Chuông ở đó, đập vỡ từng cái chuông Hạo Thiên. Nhưng điều kỳ lạ là một chiếc Hạo Thiên Chuông vỡ nát thì lập tức có một cái khác sinh ra, gần như là vô cùng vô tận, không thể diệt trừ. Diệp Phúc không khỏi hoảng sợ. Trận vân của Hạo Thiên Chuông thật sự phức tạp, vượt qua khả năng có thể đối phó của hắn. Ngay cả Kiến Mộc cũng không thể hoàn toàn trừ đi đám trận vân, khiến hắn cảm thấy khó giải quyết. Ta không tin là sẽ không xóa đi tổn thương do cấm bảo tạo thành. Thần niệm biến hóa. Diệp Phúc khẽ động tâm niệm, khiến vô số thần niệm trào ra từ mi tâm, hóa thành hơn 10 vạn Diệp Phúc phân thân, chen nhau chui vào trong thiên địa pháp tướng, chạy khắp nơi trong tôn thiên địa pháp tướng này. Kiến Mộc Thần Trượng phân tán ra hơn 10 vạn ảo ảnh, mỗi một thần niệm phân thân đều cầm một cây Kiến Mộc Thần Trượng trong tay, đồng loạt ném tới trận vân trong cơ thể thiên địa pháp tướng. Cong 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 cong. Những tiếng chuông to vang lên từ trong thiên địa pháp tướng, mênh mông đãng đãng không dứt bên tai, cùng thần niệm phân thân của Diệp Húc đánh nát những trận vân. Cùng lúc đó, từ trong ngọc lâu tiên quang phun ra, rất vào mi tâm thiên địa pháp tướng, dùng nguyên thần trong mi tâm không ngừng luyện hóa tiên quang, hóa thành tu vi tinh thuần. Trong chớp mắt, khi trận vân xiển xích bị phá nát thì tu bổ thương tổn của thiên địa pháp tướng. Trận vân của Hạo Thiên Chuông sau khi bị phá nát lập tức sinh ra, nhưng lúc này Diệp Húc đã tu bổ một phần thương tổn, tiếp tục lấy ngọc lâu chấn áp thiên địa pháp tướng, áp chế tất cả đám trận vân đó lại, thu nhỏ phạm vi hoạt động của chúng. Lập tức hơn 10 vạn phân thân lại đánh nát đám trận vân xiển xích. Diệp Húc làm theo như cũ, không ngừng chữa trị thương tổn của thiên địa pháp tướng. Ở trong cơ thể thiên địa pháp tướng, tiếng chuông vang lên không ngừng. Dần dần những tiếng chuông đó bị áp chế lại đến chỗ thiên đình trên trán thiên địa pháp tướng. Vô số trận vân xiển xích thật nhỏ đột nhiên ngưng tụ thành một thể, hóa thành một chiếc chuông lớn cổ xưa, treo cao ở trên trán bản vương thiên địa pháp tướng của Diệp Húc. Nhưng Diệp Húc vẫn không thể hoàn toàn trừ đi chiếc chuông này. Không diệt trừ được nó thì có nghĩa là thương thế của hắn bất cứ lúc nào
cũng có thể lặp lại như cũ, để lại hậu họa rất là lớn. Mi tâm của Diệp Húc, trên bầu trời thiên đình, ngoài chiếc Hạo Thiên Chuông này ra thì còn có một tòa ngọc lâu khác nữa. Vững vàng trấn áp Hạo Thiên Chuông, không cho tiếng chuông vang lên. Chiếc chuông lớn này chính là luồng trận vân của cấm bảo Hạo Thiên Chuông của Đông Hoàng gia. Chất chiếu nguyên năng tuy không đủ để đánh chết Diệp Húc, thế nhưng nếu như chuông vang lên thì vẫn có thể khiến cho hắn trọng thương. Hắn đem hết toàn lực mới làm đến được một bước này, mà trừ bỏ chiếc chuông này ra ngoài như thế nào thì lại khiến cho hắn gặp khó khăn. Hiện giờ Diệp Húc mới biết được rõ chỗ khó chơi của cấm bảo. Không trừ đi trận vân của Hạo Thiên Chuông thì tai họa ngầm vẫn còn. Nếu đang giao thủ với cường giả mà nó đột nhiên bùng nổ thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng Diệp Húc. Đây là chuyện hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được. Diệp Húc thu thiên địa pháp tướng Ngọc Lâu, tiếp tục chấn áp trận văn của Hạo Thiên Chuông. Hắn thầm nghĩ, ta không thể hoàn toàn xóa đi đám trận văn này. Không biết dùng luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyển Ma Tông thì có làm được không đây? Tại Hoàng Tuyển Ma Tông, trong Thập Vạn Đại Sơn, Diệp Húc từ xa nhìn lại thì thấy cấm bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông, luân hồi thiên bàn lúc này đang treo cao trên không trung Thập Vạn Đại Sơn, từ từ chuyển động. Luân hồi thiên bàn sống lại! Diệp Húc cả kinh trong lòng. Hắn vội vàng nhìn kỹ, chỉ thấy Thập Vạn Đại Sơn đổ vỡ tàn phá. Rất nhiều hộ sơn đại trận của các linh sơn đã bị người ta đánh vỡ. Các cao thủ Hoàng Tuyển Ma Tông trong núi đều chết rất nhiều, một mảnh hỗn độn. Lúc này, đám đệ tử còn sót lại của Hoàng Tuyển Ma Tông đều đi đến dưới vòng bảo vệ của luân hồi thiên bàn. Diệp Húc vội vàng nhìn về phía Quan Tinh Phong, chỉ thấy luân hồi thiên bàn lúc này cũng bảo vệ được Quan Tinh Phong, không để cho đại thánh sơn này lọt vào tập kích. Lúc này, hắn mới thoáng yên tâm. Đến tuyệt cùng là ai lại dám tấn công Hoàng Tuyển Ma Tông ta đây? Chẳng lẽ Ứng sư huynh còn chưa trở về sao? Diệp Húc liếc mắt nhìn thì thấy xa xa đối diện với luân hồi thiên bàn là một tòa cung điện. Tòa cung điện này kim bích huy hoàng. Ngoài cung điện có một con lâu thuyền neo ở đó. Bên trong cung điện có một gã nam tử trẻ tuổi yêu dị ngồi đó. Dưới trướng là một đám đại vu với tu vi cực cao, khí xung như đấu. Hoàng Tuyển Ma Tông chẳng qua chỉ là một môn phái nhỏ bé ở hạ giới này, chẳng lẽ muốn nghịch thiên mà đi hay sao? Tên trẻ tuổi kia đặt tay lên trên thanh vịn, thản nhiên mà nói. Hiện giờ huyết mạch của đế khốc đế quân đã giáng xuống vô hoang, chuẩn bị thống nhất thế giới vô hoang. Hoàng Tuyển Ma Tông giờ thần phục con của đế quân thì tương lai sẽ vinh hoa phú quý không thể tưởng tượng. Nếu không theo thì chỉ còn đường diệt môn. Thối lắm. Triều Công Thiều đứng ở trên luân hồi thiên bàn nổi giận mà nói. Hoàng Tuyển Ma Tông ta đã lập phái từ thời viễn cổ, đứng sừng sững mấy trăm vạn năm không ngã. Tên nhóc thối tha như mì mà cũng dám dõng dạc đòi diệt cả Hoàng Tuyển Ma Tông ta sao? Diệp Phúc nhận thấy bên người Triều Công Thiều, các cao thủ Hoàng Tuyển Ma Tông đều đã ra hết. Không ít đại vu tam thương cảnh, tam bất diệt cảnh quần tụ cùng nhau thúc giục luân hồi thiên bàn. Hoàng Tuyển Ma Tông tuy không thể sánh bằng tam cung, nhưng cũng là đại phái, nổi danh trong lục phái, cao thủ phần đông. Có rất nhiều cao thủ mà Diệp Phúc chưa từng gặp qua, hẳn là thuộc tiền tông chủ Triều Công Thiều truyền lại, tu vi cực cao, có một số thậm chí còn tu luyện đến tam bất diệt cảnh. Khiến người chăm chú nhất chính là Già La Minh Tôn. Vị đại minh tôn vương này giờ đã tu thành nhân hoàng, dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Sau đầu của lão hình thành Tu La Thần Quốc, vạn thiên khí tượng. Loại tu vi này mà đặt trong hàng cổ ma vực thì chính là nhân vật cấp điện chủ. Mà Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn thì không mạnh mẽ như lão, nhưng hai người cũng đã đạt tới tam bất diệt cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt đỉnh cao, đến rất gần cảnh giới nhân hoàng. Hiển nhiên lần bế quan của tu này đã khiến cho tu vi bọn họ tiến nhanh, chỉ là không tiến bộ lớn như Già La Minh Tôn. Ba người này chính là thuộc Quan Tinh Phong nhất mạch. Đám người cung nương, hoàng sán, giao đạo nhân đứng phía sau bọn họ, so với tông chủ nhất mạch thì không hề thua kém. Tuy nhiên, so với đám cao thủ dưới trướng người trẻ tuổi kia thì thật sự không bằng. Người trẻ tuổi yêu dị kia có đồng tử dựng thẳng, trông không giống với loài người mà là chủng tộc khác, tu vi y sâu không thể lường được. Diệp Húc lại không thể nhìn ra y sâu cạn ra sao, mà dưới trướng của y phần lớn là đại vua tam bất diệt cảnh, khí thế rất mạnh. So với đại vua tam bất diệt cảnh bình thường thì bọn họ còn thâm hậu hơn mấy lần. Trong đó điều khiển lâu thuyền chính là những vị nhân hoàng pháp lực khủng mạnh, mênh mông dị thường. Mỗi một vị đều có thể so với Già La Minh Tôn. Yêu chủ từng nói quả thật có mấy cao thủ thiên giới rất mạnh, nhân cơ hội xâm nhập vào thế giới vô hoang. Chẳng lẽ tên trẻ tuổi này chính là một trong số đó hay sao? Diệp Húc đột nhiên nhớ tới lời yêu chủ nói khi tách ra. Hắn thầm nghĩ, yêu chủ tài học thiên nhân, pháp lực thâm hậu, lại là thánh chủ nhân hoàng đỉnh cao, có thể đặt trong mắt hắn được gọi là người mạnh nhất, tất nhiên không hề tầm thường rồi. Người này luôn miệng nói là con của đế khốc đế quân đã hạ giới, lại đến tấn công Hoàng Tuyển Ma Tông ta, chẳng nhẽ là cường giả
thủ hạ của con Đế Khốc Đế Quân hay sao? Lúc ấy, Kiến Mộc bị Võ La lão tổ đánh gãy, trong chớp mắt từ thiên giới chạy ra, không chỉ có thánh chủ các đại thánh địa mà còn có những bóng dáng khác hỗn loạn bên trong, phần nhiều chính là yêu ma của thiên giới, nhưng có thể được yêu chủ đặt vào trong mắt thì không nhiều lắm. Diệp Phúc còn nhớ rõ, lúc ấy tuần thiên sứ từ thiên giới xuống chủ động đuổi giết Huyền Điểu, chỉ sợ trong chiều ca của thành Chân Lưng Huyền Điểu đã có cường giả xuống từ thiên giới. Nhưng hiện giờ Diệp Phúc mới nhớ tới chuyện này, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lúc ấy Huyền Điểu bỏ chạy chỉ sợ là dụ địch, cường giả thiên giới tiến vào chiều ca của thành hẳn không phải là đứa con chân chính của Đế Khốc Thần Vương, mà chỉ là mồi dụ mà thôi. Đứa con chân chính của Đế Khốc Thần Vương e là sớm đã lẻn vào giữa các vị thánh chủ, nhân cơ hội chạy trốn, mà hai vị tuần thiên sứ kia chỉ là đuổi theo quân cờ mồi mà thôi. Loại giao đấu cấp bậc đế quân này thật sâu xa, mỗi một nước cờ đi đều khiến cho người ta không thể đoán được. Tên trẻ tuổi yêu dị kia nghe thấy lời của Triều Công Thiều, hơi cười lạnh rồi thản nhiên nói: "Sừng sững mấy trăm vạn năm không ngã ư? Nếu các ngươi không theo, hôm nay Hoàng Tuyển Ma Tông sẽ phải ngã, hơn nữa ngã vào trong tay của ta." Cấm pháp của hạ giới nhiều nhất chỉ đến cấp vô hoàng, là loại pháp môn được tôn là vô thượng, mà trong thiên giới ta, cấm pháp lại nhiều như lông châu, mà quy thiên thư ta tu luyện chính là cấm pháp cấp thánh hoàng. Y đứng dậy, khí thế ngút trời, rõ ràng là bá chủ cấp bậc nhân hoàng đỉnh cao, hắn cười lạnh nói: "Thánh hoàng là gì? Chỉ sợ kiếp này các ngươi cũng sẽ không biết được đâu. Cái gọi là cấm bảo, cấm pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông các ngươi, theo như ta thấy thì cũng không quá khó, mà cũng không khó phá đâu. Hãy sớm quy hàng đi thôi, tương lai con trai của Đế Khốc Đế Quân thống nhất thế giới vô hoang này thì còn có một vị trí nhỏ nhoi cho các ngươi, nếu không thì chuẩn bị nhận lấy diệt vong đi." "Quỷ tướng quân, cần gì phải nói nhiều với bọn chúng như vậy? Hoàng Tuyển Ma Tông dám to gan không theo, chúng ta nhân tiện lấy bọn chúng đến lập uy, san bằng cái môn phái ma đạo này, giết gà dọa khí." Trên một con lâu thuyền, một gã đại hán trông như ma thần lạnh lùng nói, chẹp chẹp miệng, lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Hiển nhiên gã cũng không phải là nhân loại, mà là chủng tộc khác hoặc là yêu ma. "Tiền lễ hậu binh." Quy Thiên Thư khẽ lắc đầu, y tin chắc thắng lợi đã trong tầm tay. Hắn mỉm cười nói: "Thế giới vô hoàng từng sinh ra rất nhiều vị thiên đế, đáng tiếc nơi đây sớm đã xuống dốc rồi, ngay cả một vị vô hoàng cũng không xuất hiện. Ta vốn tưởng lần này hạ giới phụ tá thiếu chủ sẽ phải chém giết vài tên vô hoàng, lại không ngờ đường đường nơi đây thiên đế sinh ra lại chỉ có một vị giám thiên sứ, hơn nữa lại là vô hoàng từ thiên giới xuống giám thị chư thiên." Diệp Phúc nghe thế không khỏi nao nao. Trong thế giới vô hoàng ta cũng có vô hoàng sao? Vị giám thiên sứ theo lời tên Quy Thiên Thư này hẳn là khác với tuần thiên sứ. Tuần thiên sứ tuần sát chư thiên, diệt trừ kẻ thù, mà không biết chức trách của giám thiên sứ là gì. Triều Công Thiều cảm thấy trong lòng phiếm khổ. Quy Thiên Thư xuất lĩnh cao thủ thiên giới đột kích, đánh cho Hoàng Tuyển Ma Tông hoa rơi nước chảy. Nếu không phải lão kịp thời tế luân hồi thiên bản lên ngăn cản, thì e rằng là thật sự đã bị diệt môn. Lão giao thủ với Quy Thiên Thư nên biết rõ sự lợi hại của kẻ này. Y chính là cường giả cấp bậc thánh chủ nhân hoàng, nhưng cấm pháp của Quy Thiên Thư có uy lực hơn xa kiểu cấm của Hoàng Tuyển Ma Tông, rất khó để đối phó. Chỉ vài hiệp thôi đã khiến cho lão bị thương nặng. Triều Công Thiều tuy đã nhượng vị, nhưng dù sao cũng từng là thánh chủ, nắm ở trong tay luân hồi thiên bàn mấy trăm năm. Lúc này, tuy rằng lão có thể tế luân hồi thiên bàn lên ngăn cản đám người Quy Thiên Thư, nhưng không cách nào mà kéo dài. Đám người Quy Thiên Thư tuy không có cấm bảo chân chính trong tay, thế nhưng lại luyện chế ra cấm bảo bán thành phẩm có uy lực rất mạnh. Tu vi của y lại cao hơn Triều Công Thiều, người đông thế mạnh. Cao thủ nhân hoàng cũng có 8 người, thế lực này để ở đâu cũng đều là những cường giả xuất sắc. Nếu đám người Quy Thiên Thư không ngừng công phạt, tiêu hao tu vi đám người Triều Công Thiều, Hoàng Tuyến Ma Tông sớm muộn gì rồi cũng rơi vào tay của giặc. "Chỉ có tông đạo nhanh chóng trở về thì mới có thể tru sát bọn người kia. Nhưng ta đã già rồi, không làm được gì nữa." Triều Công Thiều thấy chua xót trong lòng, lão thầm nhủ: "Đáng tiếc lần này tông đạo xuất môn đi đến một nơi thần bí, chắc là muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn, bao giờ nắm chắc có thể đối phó được với vô hoàng, đại kiếp nạn thì mới có thể trở về. Nước xa không thể cứu được lửa gần nữa rồi." "Sao rồi, Hoàng Tuyển Ma Tông kia đã suy nghĩ xong chưa?" Quy Thiên Thư lộ ra vẻ không kiên nhẫn, y nói với vẻ lạnh lùng: "Nếu các ngươi gian ngoan mất linh, vậy đừng trách Quy Mỗ vô tình." Y đang định đứng dậy thì đột nhiên thấy một thiếu niên mặc áo lam, tay cầm một cây thanh mộc trượng đi đến, xen vào giữa hai thế lực. Thiếu niên này cười nói: "Triều sư bá, sư điệt đã trở về rồi."
Diệp Phúc nhẹ nhàng mở bước chân đi vào luân hồi thiên bàn, đi đến cạnh người Triều Công Thiều. Hắn không người thi lễ, cười nói: "Sư bá, ta ra ngoài đã gần 4 năm, ngài vẫn sáng rọi như xưa." Triều Công Thiều cười khổ, khẽ lắc đầu, đang định nói thì đột nhiên nghe một gã yêu ma dưới trướng Quy Thiên Thư đứng trên lâu thuyền cười lạnh mà nói: "Giỏi, Hoàng Tuyển Ma Tông lại tới một tên dương nghiệt nữa, vừa tiện một lưới bắt hết các ngươi lại, trừ cỏ tận gốc kìa." Diệp Phúc mang theo kiến mộc thần trượng, xoay người sang chỗ khác. Mộc trượng xanh biếc như ngọc, còn treo vài chiếc lá cây, tản ra sức sống rào rạt, trông như một nhánh cây vừa được hái xuống từ một cây đại thụ. Hắn mỉm cười nói: "Một con chó mà cũng dám sủa trước mặt ta sao? Nhanh nhận lỗi với ta đi, nếu không thì ngươi sẽ phải chết kìa." "Giết ta sao?" Tên yêu ma thiên giới kia với dáng vẻ bệ vệ cười ha hả, rồi lạnh lùng mà nói: "Ta đường đường là nhân hoàng, ngươi lại nói giết ta sao? Tốt, ta đứng ở đây xem ngươi giết ta như thế nào." Gã vừa mới dứt lời thì chợt thấy hoa mắt thân hình của Diệp Phúc, tay nắm mộc trượng đã xuất hiện ở trước mặt gã. Một trượng đập xuống, nện thật mạnh lên đầu của gã. Chỉ nghe một tiếng bụp nhỏ vang lên, vì cao thủ cấp nhân hoàng này đã bị một trượng của Diệp Phúc đánh vỡ. "Ngươi muốn chết ư? Ta thành toàn cho ngươi vậy." Diệp Phúc nhấc kiến mộc thần trượng lên, khẽ thổi một hơi, chỉ thấy một giọt máu tươi đọng trên mũi lá xanh biếc kia bị hắn thổi bay. Lại nói, Diệp Phúc làm thế nào có thể một bước đi lên chiếc thuyền lầu này, hầu như không một ai có thể nhìn rõ, khiến người ta chỉ cảm thấy hắn đột nhiên biến mất từ trên luân hồi thiên bàn, một khắc sau lại lên trên thuyền lầu, cầm trượng giết người. Loại thần thông này tất nhiên là sự kết hợp của hư không ấn và trường không ấn nên mới có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy. Lại có thêm kiến mộc thần trượng, loại cấm bảo bán thành phẩm này, cho dù là nhân hoàng cũng không tránh được trực tiếp bị một trượng đánh chết cả thân thể, nguyên thần, thiên địa, pháp tướng, ngay cả chân linh bất diệt cũng bị đánh vỡ. Nếu là trước đây, Diệp Phúc tất nhiên không có loại thần thông này, chiến lực của hắn tuy mạnh nhưng cũng chỉ có thể tranh cao thấp với nhân hoàng bình thường, cho dù thắng được thì cũng vô cùng gian nan. Có điều, sau khi có được kiến mộc thần trượng, Diệp Phúc liền tương đương với một nửa thánh chủ, trượng ở trong tay phát ra uy năng cấm bảo bán thành phẩm, giết chết nhân hoàng dễ dàng như trở bàn tay. Triều Công Thiều không khỏi biến sắc, Diệp Phúc làm thế nào rời khỏi bên cạnh lão, làm thế nào đến được bên trong đám địch, cầm trượng giết người, đem một tên bá chủ cấp nhân hoàng đánh chết bằng trượng, đến lão cũng không thể nhìn rõ. Lão chỉ cảm thấy Diệp Phúc đột nhiên biến mất, một lúc sau lại xuất hiện phía trước tên cao thủ cấp nhân hoàng đó, có một trượng đánh chết đối phương. Đây là cái chết triệt để, ngay cả chân linh bất diệt cũng bị đánh cho hoàn toàn không có đường sống lại nữa. Một trượng giết chết nhân hoàng, cho dù là Triều Công Thiều, tự thế lão cũng chưa chắc có thể làm được. 4 năm không gặp, tên tiểu tử này càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng cả gan làm loạn rồi. Triều Công Thiều không khỏi vì Diệp Phúc mà toát mồ hôi lạnh. Diệp Phúc không nói một lời, cầm trượng giết người, tất nhiên là uy phong bắt diện, nhưng lại khiến cho bản thân rơi vào thế nguy hiểm. Cái tên Quy Thiên Thư đó chính là cường nhân trên thiên giới xuống, có trong tay cấm bảo bán thành phẩm Tam Thánh Điện, thực lực cực mạnh, trong số các thánh chủ đều thuộc vào nhân vật thượng đẳng. Thiếu bảo cái tên ngốc này thâm nhập vào trong bọn chúng, e rằng tự thân khó bảo toàn. Mà không, tên tiểu tử này là thiên tài xuất chúng của Hoàng Tuyển Ma Tông ta, cho dù phải liều cái mạng già này thì ta cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Sao dám ở trước mặt ta giết người, người thật to gan. Bên trong kim điện, tiếng hừ lạnh của Quy Thiên Thư truyền đến. Tam Thánh Điện chấn động, một luồng rung chuyển như từ vực sâu vang dội truyền đến, đánh đến chỗ thuyền lầu mà Diệp Húc đang đứng. Ngay cả Quy Thiên Thư cũng không có cách nhìn ra Diệp Húc làm như thế nào lên được thuyền lầu. Có điều, Diệp Húc không nói một lời liền xông vào giết người, chắc chắn là muốn lập uy, khiến uy phong của bọn họ mất sạch. Diệp Mỗ muốn đi, không ai có thể ngăn cản được ta đâu. Diệp Húc đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu hướng về phía kim điện, thân ảnh đột nhiên biến mất. Một lúc sau lại hiện ra ở trên luân hồi thiên bàn, đứng bên cạnh Triều Công Thiều, cứ như chưa hề nhúc nhích vậy. Triều Công Thiều vốn dĩ dự định ra tay cùng Quy Thiên Thư chống đỡ cứng rắn, thế thế vội vàng gạt bỏ chủ ý này, trong lòng vừa mừng vừa ngạc nhiên, đồng thời lại có chút hoảng sợ. Diệp Phúc tiến vào địch doanh quả thật như là đi vào nơi không người, một gậy giết người, đơn độc lui về, đi lại vô hình vô tung, thậm chí ngay cả cường nhân cấp thánh chủ cũng không cách nào mà giữ nổi hắn. Loại thủ pháp này quả thật có thể xưng là vô địch. À một tiếng, chiếc thuyền lâu mà hắn đứng ban đầu bị một lực lượng vô hình vặn cong, chiếc thuyền lớn cách đấy hơn chục dặm trực tiếp bị ép thành một quả cầu sắt, lập tức hòa tan bốc hơi biến mất không thấy. Quy Thiên Thư lại hừ lại một tiếng, ầm ầm đứng dậy, bước lớn đi ra ngoài điện. Trên hơn 10 chiếc thuyền khác, từng thân ảnh hùng tráng bay lên, lần lượt hạ xuống bên cạnh của y. Một tên cường nhân tam bất diệt cảnh trong đó vội vàng quỳ phục xuống đất, bộ dạng cung kính.
Quy Thiên Thư đại mã kim đao ngồi trên lưng người này, còn vị cường nhân tam bất triệt cảnh của thiên giới cư nhiên không chút động đậy, mặt vô biểu cảm, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện thấp hèn này. Loại tình cảnh này trong thế giới vô hoang nghĩ cũng chưa từng nghĩ, đại vua tam bất triệt cảnh trong thế giới vô hoang chính là con cưng của thiên tử, nhân vật cấp bậc lão quái vật, địa vị trong các thánh địa chỉ dưới thánh chủ, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nhân có ngạo khí, thân có ngông nghênh, thiết cốt bong bong, có thể giết mà không thể làm nhục. Nhưng trên thiên giới, những cường nhân cấp tam bất triệt cảnh này không hiếm thấy như dưới hạ giới, tất nhiên không thể nuôi dưỡng một thân thiết cốt, ngược lại khom lưng quỳ gối giống như hạ nhân bình thường. Người chính là Ứng Tông Đạo sao? Quy Thiên Thư một kích không trúng, không thể giữ Diệp Phúc lại, tự cảm thấy mất mặt, cười lạnh mà nói: Thực lực tông chủ Ứng Tông Đạo của Hoàng Tuyển Ma Tông quả nhiên không thể khinh thường. Có điều Quy Mỗ nghe nói ngươi là đệ nhất cao thủ của thế giới vô hoang, hôm nay gặp mặt thực lực lại cũng chỉ tạm tạm, chỉ là hư danh mà không có thực. Thậm chí ngay cả một chiêu Quy Mỗ cũng không dám ra tiếp sao? Diệp Phúc khẽ mỉm cười, hạ giọng mà nói: Các hạ nhận nhầm người rồi. Tại hạ Diệp Phúc, Diệp Thiếu Bảo. Ứng sư huynh của ta chính là nhân vật giống như thiên nhân, thực lực vượt xa Diệp Mỗ trăm ngàn lần. Nếu như Ứng sư huynh còn ở đây thì một trường lúc nãy đã không phải là đại tướng dưới trướng của ngươi mà chính là các hạ rồi. Diệp Phúc, Diệp Thiếu Bảo ư? Quy Thiên Thư suy tư một lúc, lắc lắc đầu nói: Chưa từng nghe qua. Ngươi giết thủ hạ của ta thì đã xem chắc như ngươi đã chết rồi. Ngươi muốn tự sát hay là để Quy Mỗ đích thân ra tay đây? Y lần này đến đây chính là để đối phó với thánh chủ các thánh địa, bởi vì thánh chủ chính là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong thế giới vô hoang. Tên tuổi Diệp Phúc trong thế giới vô hoang tuy vang dội nhưng Quy Thiên Thư lại chưa hề nghe đến. Diệp Phúc nhẹ giọng cười nói với vẻ gió nhẹ mây trôi: Diệp Mỗ khi nãy một mình xâm nhập bên trong trận doanh của ngươi, giết đại tướng dưới trướng của ngươi, các hạ nếu như có can đảm, tại sao không cùng Diệp Mỗ trên luân hồi thiên bàn đại chiến một trận, đem Diệp Mỗ giết chết đấy? Nếu ngươi không đến chính là không có gan rồi. Quy Thiên Thư hừ lại một tiếng: Để y một mình lẻ loi đến trên luân hồi thiên bàn, y đích thực là không dám. Luân hồi thiên bàn chính là cấm bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông, không phải là bán thành phẩm, chỉ sợ hắn tiến đến luân hồi thiên bàn sẽ gặp phải công kích của cấm bảo này, đến lúc đó không phải là cùng đấu với Diệp Húc mà sẽ là bị đám người của Hoàng Tuyển Ma Tông vây đánh. Y mặc dù có thực lực thánh chủ nhưng vẫn không thể nào làm được đơn thân một mình chống lại cả một thánh địa. Một tên đại yêu thiên giới dưới trướng Quy Thiên Thư ha ha cười lớn, điềm nhiên mà nói: Tiểu tử thối, người giết chết đại tướng dưới trướng Quy tướng quân nhất định chỉ có con đường chết mà thôi, mau quỳ xuống tự sát đi, nếu không ông nội ta đây bắt được ngươi sẽ khiến ngươi chết cực kỳ khó coi kìa. Quy Thiên Thư nghe vậy hướng mắt nhìn trên người của gã. Tên đại yêu thiên giới kia bỗng chột dạ, không biết tại sao Quy Thiên Thư lại nhìn mình, thầm nghĩ: Lẽ nào Quy tướng quân thấy ta mồm miệng lanh lợi, tính toán để bạt ta sao? Gã đột nhiên cũng lướt thấy Diệp Phúc đang nhìn mình, tay cầm thanh mộc trượng, tay kia lại nhẹ nhàng vút ve cành lá trên đó. Không xong rồi. Gã đầu óc lờ mờ, có chút không biết làm sao. Diệp Thiếu Bảo, vừa nãy thuộc hạ của ta có nói ngươi mấy lời dư thừa, ngươi lên động thủ giết người. Đến giờ, tên thuộc hạ này của ta lại mở mồm mắng ngươi, ngươi nên làm gì đây? Quy Thiên Thư tinh quang trong mắt phát ra, lập tức tinh quang lại thu hồi lại, như có ý, như vô ý mà nói: Loại quân đồ này tất nhiên một trường đánh chết là xong việc. Diệp Phúc mặt mang ý cười, nhẹ giọng nói. Quy Thiên Thư đứng dậy, đá tôi tớ dưới chân sang một bên, ha ha cười lớn: Khen cho ngươi can đảm, Quy Mỗ ở đây chờ đại giá của ngươi, xem ngươi làm như thế nào có thể giết chết thuộc hạ của ta ở trước mặt ta đây. Y khí thế ngút trời, thôi động tam thánh điện, cười lạnh mà nói: Quy Mỗ tu thành nhân hoàng đỉnh cao, thu thập tinh anh trong thiên giới, dùng ba loại cấm pháp cấp thánh hoàng luyện chế tòa tam thánh điện này. Ta muốn xem ngươi liệu có thể qua cửa ải này của Quy Mỗ hay không. Ngươi nếu như có thể ở trước mặt Quy Mỗ đem tên thuộc hạ không ra gì này của ta giết chết, Quy Mỗ một lời cũng không nói, lập tức rời đi. Còn nếu như không thể thì để cái mạng của ngươi lại. Phía sau y còn có 10 vị bá chủ cấp nhân hoàng ầm ầm hét lớn một tiếng, vừa quát thì trời cao sụp đổ, mặt đất rạn nứt, quần sơn đổ dạp. 10 vạn ngọn núi lớn cơ hồ đều bị tiếng hét của bọn họ làm cho chấn động. Chỉ còn lại dãy núi trên Quan Tinh Phong và Luân Hồi Thiên Bàn chưa từng phải chịu xung kích. Loại khí thế này kinh thiên động địa, dịch càn khôn, độc nhất vô nhị. Các yêu ma, ma đầu thuộc hạ dưới trướng Quy Thiên Thư khí thế như hồng, lần lượt tế khởi cấm bảo, chuẩn bị vô pháp, chỉ đợi Diệp Phúc tự mình chui đầu vào lưới liền ra tay đánh chết hắn.
Bất luận là Tam Thánh Điện hay các vụ bảo vô pháp khác đều hướng vào tên đại yêu thiên giới vừa mở miệng mắng Diệp Húc. Khí thế, khí cơ, khí tức trùng trùng điệp điệp khiến hắn bò dạp trên đất, khó chịu đến mức gần như hộc máu. Quy Thiên Thư chắp tay sau lưng nhìn về Diệp Húc khẽ cười nói: Diệp thiếu bảo, mời ra tay. Hành động này của hắn rõ ràng là muốn dụ Diệp Húc ra để giết, khiến Diệp Húc tự chui đầu vào lưới, sau đó cùng ra tay giết chết Diệp Húc tên cường địch này. Loại cảnh tượng này có thể thấy đám người Hoàng Tuyển Ma Tông nhíu chặt mày lại. Đám người Già La Minh Tôn lần lượt lắc đầu khuyên bảo Diệp Húc đừng xông lên. Triều Công Thiều nâng mặt thấp giọng nói: Tiểu tớ, ngươi đừng nói với ta ngươi thật sự định đi, không đáng đâu. Nói thật cho ngươi biết, Kiều Kiều đã đi Hàn Nguyệt Cung thỉnh cầu Hàn Nguyệt Cung trợ giúp rồi, viện quân rất nhanh sẽ đến, có cung chủ Hàn Nguyệt Cung đích thân ra tay, bọn yêu đầu thiên giới này tất không phải đối thủ, chỉ cần nhẫn lại một chút tự nhiên sẽ bình an đại cát, không cần phải làm điều dư thừa. Hầu Nhân Vực đứng bên cạnh thân thiết mà nói: Tổ sư nói đúng, Diệp sư thúc, dù nói Nam Nhi một lời đáng giá ngàn vàng, thế nhưng lúc này hành sự bất như nhân, cứ cho là lùi một bước làm con rùa rụt đầu cũng có sao đâu, bảo toàn được tính mạng so với chết còn tốt hơn. Sư thúc, lời sư điệt nói tuy thô thế nhưng mỗi câu đều là tự đáy lòng, vẫn mong sư thúc suy xét thận trọng. Diệp Húc lướt hắn một cái, chỉ thấy Hầu Nhân Vực mặt mang ý cười, ánh mắt đầy thân thiết, cơ hồ như những lời lúc nãy là thực tâm thực ý khuyên Diệp Húc vậy. Diệp thiếu bảo, lẽ nào ngươi không dám ư? Đối diện Luân Hồi Thiên Bàn, Tam Thánh Điện treo cao trên không phát tán ra chấn động cuồn cuộn, còn bên dưới Tam Thánh Điện, Quy Thiên Thư nói cười, đám người dưới trướng sát khí đằng đằng. Tiểu tử kia, có giỏi thì ngươi đến giết lão tử đi. Cái tên đại yêu bị người mình chấn áp dứt khoát, phá bình phá cẳng, hắng giọng mà nói: Được, như ngươi mong muốn. Diệp Húc thi triển hư không ấn, thân ảnh bỗng nhiên từ trên Luân Hồi Thiên Bàn biến mất. Triều Công Thiều trong lòng kinh hãi, Quy Thiên Thư thì lại mừng rỡ, cười lớn mà nói: Chỉ là một tên mãng phu mà thôi, chết cũng không hết tội. Thập đại nhân hoàng từng người tế khởi nhân hoàng chi bảo, khóa trụ tên đại yêu thiên giới kia, chỉ cần Diệp Húc xuất hiện liền giết luôn cùng với tên người mình. Quy Thiên Thư cũng tính toán như vậy, mặc dù tên đại yêu thiên giới đối với hắn vô cùng trung thành, nhưng giết một tên thuộc hạ trung thành đổi lấy tính mạng của một cường nhân như Diệp Húc, trong lòng hắn vụ mua bán này tuyệt đối đáng giá. Đột nhiên Quy Thiên Thư cảm thấy một luồng sát khí vô cùng sắc bén xuất hiện, khóa trụ chính mình, vội vàng tìm cơ hội nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc đột nhiên từ không trung xuất hiện, hàng nghìn vạn thanh quang hà khí, lại tỷ vạn đại nhật trong thanh hà bắt đầu khởi động, hung hăng nện xuống chính mình, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chết rồi, mục tiêu của tên tiểu tử này là ta. Quy Thiên Thư, Diệp Mỗ lại muốn xem thuộc hạ của ngươi có phải cũng dám giết cả ngươi hay không. Diệp Húc ha ha cười, một trượng mà nện xuống. Một kích này của Diệp Húc dung hợp với thiên địa pháp tướng của bản thân, xuất hiện bản vương thiên địa pháp tướng chân thân, một bước từ không trung đi đến, thắt lưng quấn đại hà hoàng tuyền, chân đạp thanh liên, hai mắt như nhật nguyệt, gân cốt như sơn xuyên, huyết mạch như đại hà, chán là vũ trụ sao trời, 365 trọng tinh đấu chấn thủ tọa lạc thiên đình, dường như tồn tại một nhân vật thằng cổ bất diệt từ một thời không xa xôi đi đến, có sức mạnh to lớn khai thiên lập địa. Thân hình của hắn đem đủ loại thiên địa pháp tướng dung hợp làm một, luyện thành tam thập tam thiên giới, từng tầng thiên giới dung nhập thân thể, lại có 32 vị thiên đế chấn thủ các tầng thiên giới thống ngự một phương, lại có 10 tầng thế giới u minh, mỗi tầng có Diêm La Vương thống ngự. Trong bản vương thiên địa pháp tướng chân thân của hắn, cơ hồ mỗi chỗ đều có thiên địa pháp tướng tương ứng thống soái: Nhật Nguyệt Tinh Thần, U Minh Địa Phủ, Viễn Cổ Thiên Đình, 33 thiên giới, thậm chí phía sau còn ngưng kết ra một lục đạo luân hồi to lớn cùng với 7 đạo công đức kim luân cùng nhau luân hồi luân chuyển. Những thiên địa pháp tướng này chỉ lấy ra một cái đều phải vượt xa đại vu cùng cảnh giới. Nhiều thiên địa pháp tướng như vậy tụ tập cùng một chỗ, thống nhất trong bản vương thiên địa pháp tướng chân thân, khiến cho tu vi của Diệp Húc trong thiên địa pháp tướng kỳ đạt đến một trình độ khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chân, có thể sánh ngang với nhân hoàng. Thân thể của hắn so với nhân hoàng thì mạnh hơn, so với thánh chủ không phân cao thấp. Uy năng của bản vương thiên địa pháp tướng chân thân cũng vượt xa đại vu cảnh giới đồng đẳng, càng hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không, Diệp Húc đã không thể chống lại nhân hoàng. Kiến mộc hồi sinh mở ra con đường thông thiên, tuy rằng đem đến cho thế giới vô hoang rất nhiều biến số, khiến cường nhân xuất hiện như măng mọc sau mưa, nhưng cũng đang mang lại cho Diệp Húc kích lợi vô cùng, hấp thu tinh khí trong kiến mộc, khiến hắn tránh được hàng trăm năm khổ luyện mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Diệp Húc xuất hiện ở gần Tam Thánh Điện, hóa thân bản vương, tay cầm thanh trụ sừng sững, một trượng quét xuống khiến thiên địa nhân đều cảm thấy bị đánh bạo.
Một trường này không có pháp lực đạo hành, không có vũ pháp, chỉ có lực lượng vô địch quét ngang tất cả. Diệp Phúc một trường hạ xuống, không để ý đến những nhân hoàng dưới trướng Quy Thiên Thư, mắt không nhìn thấy ai, chỉ có duy nhất Quy Thiên Thư. Trong chốc lát, Quy Thiên Thư lại có cảm giác như một mình cô lập giữa vũ trụ sao trời, cơ hồ như là không phải ở thế giới vô hoang. Chỉ có một người cô đơn lẻ loi đối mặt với một trượng kinh thiên động địa này. Âm một tiếng, Kiến Mộc thần trượng vẫn chưa hạ xuống, châm cài tóc của hắn đã bị kình phong gào thét đè bẹp, mái tóc tổ quạ nổi tung, lập tức từng sợi tóc tung bay, toàn bộ tóc đã bị một trượng kình phong của Diệp Phúc dế lên rồi cắt đứt. Xẹt 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 xẹt, bộ quần áo hoa lệ trên người hắn đều bị xé rách. Lạ Tả đứng trong Tam Thánh Điện. Được lắm, thủ đoạn tốt à. Quy Thiên Thư vừa thẹn vừa giận, mất hết phong độ, tâm niệm vi động chân nguyên ngưng kết, hóa ra quần áo bao lại toàn thân mình. Chiêu này của Diệp Phúc nằm ngoài dự liệu của y. Y vốn dĩ tưởng rằng Diệp Phúc sẽ tấn công tên đại yêu thiên giới khiêu khích hắn, không ngờ rằng Diệp Phúc tóm vô chức, tóm trộm lại đến để đối phó với y. Thủ đoạn tâm cơ của ngươi đều hoàn toàn không yếu, có điều chênh lệch chính là chênh lệch. Tu vi của ngươi không bằng ta, vu bảo không bằng ta, ra tay với ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Quy Thiên Thư đột nhiên khí thế hoàn toàn nở rộ, giống như hơi thở của một viễn cổ cự thú bộc phát. Khí thế khiến 10 vị nhân hoàng dưới trướng hết thảy văng đi, hàng trăm thuộc hạ tam bất diệt cảnh cũng bị chấn đến mức trọng thương hộc máu, bay ngược mà ra. Lúc này khí cơ của Diệp Phúc đã đem y khóa trụ, tiếp cận ẩu đả quần hùng dưới trướng y căn bản không có tác dụng, chỉ có thể một mình y đối kháng với Diệp Phúc, để lại đám người này vững tay vững chân, chi bằng đã văng tất cả mới có thể khiến bản thân thi triển toàn bộ thủ pháp. Tam Thánh Điện nhập vào thân ta. Quy Thiên Thư hét lớn, mặt mày mở ra, thôi động cấm bảo bán thành phẩm tự mình chế luyện. Tam Thánh Điện, tòa cấm bảo bán thành phẩm này chính là đích thân hắn tự tay luyện chế, có thể đem uy năng của Tam Thánh Điện phát huy triệt để. Trong chốc lát, Tam Thánh Điện bay vào trong cơ thể của y, chấn áp thân thể nguyên thần thiên địa pháp tướng. Quy Thiên Thư thôi động Tam Thánh Điện, từng luồng năng lượng dũng mãnh nhập vào tứ chi trăm hài. Cùng lúc đó, Kiến Mộc thần trượng của Diệp Phúc cũng đã tiến đến đầu của y, khiến y không kịp thôi động triệt để uy năng của Tam Thánh Điện. Chỉ cần chặn lại một chiêu, tên tiểu tử này liền không phải là đối thủ của ta rồi. Quy Thiên Thư tâm niệm vi động, nâng bàn tay lên tiếp đỡ Kiến Mộc thần trượng của Diệp Phúc. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 143 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.